Video sợ boy, thích thì xem, không thích đợi lúc nào thích thì xem, còn đã xem thì nhớ like share ủng hộ nhé. Xin chào anh em, sau chuỗi ngày tàu lặn dài như đường đến tìm của Crush, tôi đã quay trở lại rồi đây. Chào mừng anh em đến với 2D tộc anime cùng series Overlord. Sau một vài video về Overlord mang khá nhiều lỗ hổng, tôi quyết định sẽ remake lại chuỗi video này với thông tin được chăm chút tỉ mỉ cùng những giả thuyết thú vị mang đến cho anh em. Rất mong được anh em đóng góp và ủng hộ. Để anh em có thể thưởng thức series video phân tích Overlord một cách trọn vẹn hơn, tôi quyết định sẽ bắt đầu lại từ những thứ tổng quát nhất rồi mới tới chi tiết. Video đầu tiên chính là khái quát về thế giới trong Overlord. Nghe có vẻ cơ bản ai cũng biết đúng không? Nhưng tôi đảm bảo có rất nhiều thông tin lần đầu tiên anh em được nghe. Ok, chúng ta bắt đầu nhé. Trước khi đi vào trọng tâm, tôi sẽ khoe với anh em một chút bảng thành tích của tác phẩm Overlord. Overlord là bộ light novel bán chạy nhất trong năm 2015. Được một trong những nhà bình chọn tiếng tăm nhất ở Nhật Bản xếp hạng đầu trong danh sách những bộ light novel đáng xem 2017 và tiếp tục đứng thứ tư trong năm tiếp theo. Tôi cũng khoe một chút về bản thân mình nhé. Anh em không biết chứ tôi đang nằm trong top 8 tỷ người thông minh nhất hành tinh đấy. Cùng với những bản chuyển thể khá thành công qua các năm, các tựa game có sự góp mặt của Overlord đều được lòng những người hâm mộ, trở thành một cái tên phổ biến trong cộng đồng yêu thích 2D nói chung. Vậy thì điều gì đã làm cho mọi người yêu thích Overlord đến vậy? Câu hỏi này không khó để trả lời. Tôi nghĩ đa số anh em dù là xem anime hay đọc light novel thì cũng đều sẽ đồng tình với câu trả lời. Đó là do các tuyến nhân vật được xây dựng công phu cùng những diễn biến cốt truyện logic xoay quanh các nhân vật đó. Tuy nhiên, trong bản anime, cũng vì việc khai thác các tuyến nhân vật quá tốt nên đã làm người xem gần như chỉ tập trung vào nhân vật mà bỏ quên luôn thế giới rộng lớn của Overlord cũng như muôn vàn điều kỳ thú bị lu mờ. Đây cũng là phần mà anime đã làm chưa tốt. Thế giới của Overlord tưởng chừng như hơi nhỏ bé, việc tổng hợp thông tin về nó tưởng chừng sẽ không có gì khó khăn. Nhưng thật ra, tôi và anh em trong quá trình theo dõi có thể đã bỏ qua rất nhiều thông tin hay ho. Vì vậy, trước khi bước vào tìm hiểu các tuyến nhân vật cùng các giả thuyết thú vị khác, tôi muốn anh em hãy cùng tôi nhìn lại tổng quát New World, tạm dịch là Tân Thế Giới, nơi Đại Lăng Tẩm Nazarick đã dịch chuyển tới, cùng với các sự kiện lớn kéo dài đến tập light novel thứ 14 của Overlord nhé. Câu chuyện chính của Overlord bắt đầu ở tương lai giả tưởng năm 2138. Tựa game thuộc thể loại MMORPG mang tên Yggdrasil từng là cái tên nổi bật nhất trong dòng game đó. Sau 12 năm hoạt động, Yggdrasil chuẩn bị ngừng phát hành. Momonga muốn ở lại Esogo, bang hội mà anh từng gắn bó trong suốt khoảng thời gian chơi game của mình, đến phút cuối cùng của trò chơi. Nhưng một sự kiện bất thường đã xảy ra ngay vào giây phút cuối cùng. Thay vì bị buộc đăng xuất khỏi trò chơi, Momonga cùng bang hội dịch chuyển đến một thế giới chưa rõ tên. Gọi nơi này là Tân Thế Giới, Momonga đổi tên thành Esogo với mục đích đưa tên tuổi bang hội mình vang danh khắp thế giới. Hy vọng có thể gặp lại những người chiến hữu năm xưa nếu họ cũng được dịch chuyển đến thế giới này. Trong tập 1 chương 3 của Light Novel, Momonga đã nói với Demiurge rằng chúng ta chưa biết gì về thế giới này, ta chỉ có thể nói ý tưởng của ngươi là ngu ngốc. Chúng ta có thể chỉ là những dạng sống yếu ớt ở nơi này. Tuy nhiên, chinh phục thế giới này không chừng sẽ rất thú vị. Vậy, liệu thế giới này có thực sự thú vị như Momonga đã kỳ vọng không? Sau đây chúng ta cùng khám phá nhé! Tân Thế Giới là dạng thế giới fantasy thời Trung Cổ kiểu mẫu, nơi con người bị phân cấp, nhà thờ chiếm giữ nhiều quyền lực. Ace ghi chú rằng Tân Thế Giới gần giống với châu Âu thời Trung Cổ. Tuy nhiên, tiềm lực ở đây lớn mạnh hơn rất nhiều bởi sự có mặt của các vật phẩm ma thuật. Ví dụ như vật phẩm ma thuật có khả năng tạo ra ánh sáng không cần nguồn cháy hay điện năng. Túi da có khả năng đựng một lượng lớn nước, lớn hơn nhiều so với kích thước thật của nó. Ace rất hứng thú với những vật phẩm này. Anh cho rằng, nếu chúng có ở thế giới thật của Ace, những vấn đề lớn ví dụ như thiên nhiên đã gần như bị tàn phá sẽ trở nên bớt nghiêm trọng phần nào. Ở Tân Thế Giới, ngôn ngữ của người nói được tự động phiên dịch, dù cử động miệng không khớp với những lời mà họ nói ra, mọi người ở đây vẫn xem đó là điều bình thường. Tuy vậy, việc học ngôn ngữ ở thế giới này vẫn là cần thiết để có thể đọc và viết. Loài người ở Tân Thế Giới không phải là Homo sapiens, người tinh khôn như chúng ta. Tuy nhiên, tác giả có từng đề cập đến việc người tinh khôn ở Tân Thế Giới đã tuyệt chủng. Còn về loài người ở Tân Thế Giới, họ được tác giả gọi là Homo sapiens magitius, được ông nhắc đến một lần trên kênh Twitter. Homo sapiens magitius có khả năng trở nên mạnh mẽ hơn các bán nhân loại thông qua quá trình luyện tập. Trong phần truyện bonus, công chúa Vampire của đất nước bị lãng quên có đề cập rằng nhiều khu vực của bán nhân loại trên lục địa đặt nhân dạng nằm ở dưới cùng của cột totem, hay còn gọi là cột tưởng nhớ tổ tiên. Như vậy có nghĩa rằng con người là tổ tiên của bán nhân loại. Các sự kiện trong tập bonus này không liên quan đến mạch truyện chính, nhưng thế giới thì là một. Trình độ sức mạnh ở Tân Thế Giới là rất yếu so với mặt bằng chung của Yggdrasil. Gazet Stronov, chiến binh mạnh nhất của vương quốc Riestheis, đã rất khó khăn mới có thể đánh bại những con quỷ có cấp độ thấp hơn Death Knight, level 35. Fluder Paradise,
Phù thủy mạnh nhất của đế chế Baharut sở hữu sức mạnh sánh ngang với 13 vị anh hùng huyền thoại trong lịch sử của Tân Thế Giới. Hiện tại là con người duy nhất được biết đến ở Tân Thế Giới có thể sử dụng ma thuật cấp độ 6, trong khi Naburagama có thể sử dụng ma pháp cấp độ cao hơn. Cho anh em nào chưa biết hoặc chưa nhớ thì Naburagama cũng có cấp độ cao nhất trong số những chiến hầu, cấp 63. Trong quá khứ của Tân Thế Giới, có rất nhiều cá thể mạnh mẽ tồn tại, đa số là các Dragon Lords. Sau cuộc chinh phạt của Bát Dục Vương, mọi giống loài mạnh mẽ ở Tân Thế Giới đã không còn xuất hiện nhiều, kèm với việc Bát Dục Vương đối xử với con người rất tốt, tạo cho con người cơ hội được phát triển và gần như chi phối cả đại lục. Và theo như một chút ít thông tin đã được tác giả tiết lộ, cấp độ sức mạnh ở Tân Thế Giới ước lượng rơi vào khoảng như sau. Ở Tân Thế Giới, một cá thể nỗ lực hết sức có thể đạt đến cấp độ 19, ví dụ như Clam. Nếu nỗ lực hết sức cộng với tài năng, một cá thể có thể đạt đến cấp độ 29, ví dụ như Gazef. Còn những người vượt qua cấp độ 29, ví dụ như Clementine, được ước chừng là có sức mạnh chạm đến những vị anh hùng. Những ai vượt qua ngưỡng này thường là những con quái vật huyền thoại như chúa quỷ, mang sức mạnh hủy diệt cả lục địa, đầu đó khoảng cấp độ 50, cấp độ của Evil Eye. Đây chỉ là những thông tin đã được tiết lộ tính đến thời điểm hiện tại. Rất nhiều nhân vật còn là những ẩn số, nhưng có khả năng đánh bại được những người có cấp độ dưới 60 như Lupus Regina Beta. Tiêu biểu trong số đó có thể kể đến các nhân vật như Bán Thần, Demigod của Pháp Quốc Slane, Jesse Jessume, Cherubic, hay những kẻ không phải nhân loại như các Dragon Lord còn sót lại. Ngoài ra, các bán nhân loại mạnh hơn con người bình thường rất nhiều. Một bán nhân ước chừng mạnh hơn một người bình thường khoảng 10 lần. Một cá thể bán nhân đặc biệt mạnh mẽ như P. Ryuro, thủ lĩnh của tộc Quagoa, thường hiếm thấy. Undead ở Tân Thế Giới tồn tại tách biệt với thế giới bên ngoài để nghiên cứu ma thuật, không quá nhiều thông tin về Undead. Trong một blog của mình, tác giả đã đề cập đến xếp hạng sức mạnh của Tân Thế Giới theo thứ tự giảm dần như sau. Clementine, đầy đủ hắc thánh kinh trang bị. Gazef, trang bị đầy đủ 5 bảo vật của vương quốc. Clementine, trang bị trong trận chiến với Momonga. Hamsuke, Gazef, Brain, giới hạn của những người cố gắng hết sức cộng với tài năng. Zariusu, Clam, con hổ, tôi nghĩ chắc là nó đến loài thú chiến đấu giỏi nhất. Người bình thường. Tuy nhiên, thông tin này thì tôi lấy từ nguồn tiếng Anh, do không biết tiếng Nhật nên tôi không tìm được nguồn gốc bằng tiếng Nhật. Anh em thông cảm nhé. Quay lại với Ezongo, nơi đại lăng tẩm Nazarick dịch chuyển đến nằm ở phía đông nam của dãy núi Azerlysia, vị trí láng giềng với vương quốc Riestheis, đế quốc Baharut và Pháp quốc Slane. Hãy cùng nhìn qua một lượt các quốc gia và khu vực của Tân Thế Giới cùng những sự kiện lớn đã diễn ra cho đến thời điểm hiện tại của Overlord. Cảnh báo phần tiếp theo spoil cực kỳ mạnh cho anh em xem anime nhé. Quốc gia đầu tiên tôi muốn nhắc tới đó là vương quốc Riestheis, cũng là quốc gia đầu tiên được giới thiệu trong Overlord, nằm ở phía tây của dãy núi Azerlysia. Đúng như cái tên của mình, Riestheis đang cần reset, rewrite, relife, relại tất cả mọi thứ bởi tình hình của vương quốc rất trầm trọng. Chính trị thì rối loạn bởi cuộc đối đầu giữa hai phe quý tộc và hoàng tộc, nội chiến căng thẳng đến mức gần như quốc gia bị chia đôi. Vua của Riestheis là Ramphosa Đệ Tam, sau khi lên ngôi đã nỗ lực cải cách vương quốc, nhưng vì những hậu quả do sai lầm của các vị vua trước để lại quá lớn, nên những việc làm của ông hầu như đều vô ích. Các quý tộc ngày càng lấn lướt hơn, bởi quyền lực của vua Ramphosa Đệ Tam ngày càng suy yếu khi ông đã bước vào tuổi xế chiều. Lý do duy nhất mà vương quốc vẫn chưa sụp đổ là nhờ những nỗ lực của hầu tước Riven. Ông kìm hãm quyền lực của giới quý tộc, giúp cho các xung đột không leo thang. Vương quốc Riestheis được bảo vệ khỏi bán nhân loại bởi các rào cản tự nhiên, nên đây là một trong những quốc gia hiếm hoi có nền hòa bình lâu dài và được kỳ vọng sẽ trở thành nơi cho các nhân tài có cơ hội phát triển tài năng. Tuy nhiên, nền hòa bình dài lâu đã gây nên sự chủ quan cho bộ máy chính trị. Nạn tham nhũng trầm trọng đến mức tổ chức tội phạm Eightfinger đã hoàn toàn kiểm soát một nửa đất nước thông qua việc mua chuộc giới quý tộc. Nền hòa bình của Riestheis cũng kết thúc sau lời tuyên chiến của đế quốc Baharut. Những cuộc chiến xảy ra hàng năm vào mùa thu hoạch của vương quốc Riestheis. Những cuộc chiến này như một cơn mưa gió tàn nhẫn đổ ập lên ngọn đèn hy vọng vốn dĩ đã chập chờn leo lắt gần như lụi tàn của Riestheis. Để chống trả lại đế quốc Baharut trong những trận chiến thường niên, Riestheis đã bắt những người nông dân gia nhập quân đội. Hàng năm, những người lính nông tạm bợ này thường bỏ mạng gần hết trong trận chiến, từ đó dẫn đến sự thiếu hụt lương thực trong vương quốc. Giữa tình hình ngàn cân treo sợi bún, giới quý tộc Riestheis dường như không nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Chúng thường xuyên bán thông tin mật cho Baharut, giả sức ngăn chặn bất kỳ điều gì có ảnh hưởng đến quyền lực của chúng. Hầu hết những đề xuất của công chúa Hoàng Kim giúp cải thiện tình hình đất nước đều bị giới quý tộc bác bỏ. Chức danh và nghề nghiệp cũng là do cha truyền con nối. Vì vậy, những tầng lớp thấp hơn sẽ không bao giờ có cơ hội thăng tiến. Lẽ dĩ nhiên, lòng dân như sóng biển, không một ngày lặng yên.
những cuộc nổi dậy diễn ra trên khắp vương quốc, nhưng do quy mô còn nhỏ lẻ nên thường bị đàn áp bởi giới quý tộc một cách dễ dàng. Sau sự kiện chúa quỷ Zabadoat, sức mạnh của phe hoàng tộc đã tăng đáng kể, nhưng lúc này một nửa vương quốc đã bị Nazarick điều khiển. Do Esogo đã thâu tóm được tổ chức ngầm Edfinger, khi trận chiến trong giống hỏa kép ở bình nguyên Kase kết thúc, chứng kiến trận chiến cùng cái chết của đội trưởng quân đội Gazef, quốc vương Ramposa Đệ Tam đã không còn quan tâm đến vận mệnh của Riestis nữa. Và cùng với cái chết của anh trai mình là đại hoàng tử Babro, nhị hoàng tử Gia Nhắc lên nắm quyền lực tạm thời, cùng hầu tước Riven cố gắng tái thiết lại vương quốc. Cùng lúc này, một đảng phái mới gồm những quý tộc trẻ do Philip Dayton thành lập, được giật dây bởi Nazarick với mục đích hỗ trợ vương quốc pháp thuật. Còn vương quốc pháp thuật này là gì, từ đâu mà ra thì anh em cứ bình tĩnh coi tiếp video nhé. Tuy nhiên, những hành động hợm hĩnh mang đậm tính bùng đùa của thiên tài tự phong Philip Dayton đã dẫn đến một cuộc chinh phạt toàn diện của vương quốc pháp thuật lên vương quốc Riestis. Đến thời điểm hiện tại, vương quốc Riestis đã hoàn toàn sụp đổ, các quý tộc tiềm năng được vương quốc pháp thuật giữ lại, Renner trở thành một tiểu quỷ Imp, gia nhập Nazarick, Clam cũng được đưa vào Nazarick, cậu hiện đang bị sốc, vẫn chưa biết nhân vật này sẽ ra sao trong những diễn biến tiếp theo của bộ truyện. Tiếp đến là quốc gia láng giềng với vương quốc Riestis, đế chế Baharut nằm ở phía đông của dãy núi Azelia. Trong quá khứ, Riestis và Baharut vốn dĩ là một. Hai quốc gia ly khai và thành lập quốc gia sau sự kiện các chúa quỷ bị đánh bại vào 200 năm về trước. Vì vậy, ba thế hệ đầu tiên của đế quốc Baharut gần như giống hệt Riestis. Sau khi Jitnik Runfalot Elnix, hoàng đế thứ tư của đế quốc lên ngôi, bởi tài năng xuất chúng của mình, cậu đã đưa Baharut trở nên hùng mạnh như hiện tại. Tài không đợi tuổi, Jitnik lên ngôi ở độ tuổi vị thành niên. Cậu thiếu niên năm đó đã ngay lập tức ra lệnh giết toàn bộ người có cùng huyết thống cùng với các quý tộc mà Jitnik cho là đối nghịch để đảm bảo quyền lực, khởi nguồn cho biệt hiệu hoàng đế đẫm máu của cậu. Hành động của Jitnik trong những năm tháng tiếp theo liên tục là những đòn roi làm suy giảm đáng kể sức mạnh của giới quý tộc. Cậu thu hồi địa vị của những quý tộc không có năng lực, đưa ra nhiều bộ luật chèn ép giới quý tộc. Dù tàn bạo, song các chính sách của hoàng đế Jitnik là rất phát triển so với thời đại. Người dân ở đế quốc có mức sống khá hơn so với hầu hết các quốc gia nhân loại khác. Tỷ lệ biết chữ của người dân cũng nằm ở mức cao. Họ được tự do tín ngưỡng, người dân ở Baharut chủ yếu là thờ phụng tứ đại thần. Phần lớn ngân sách của đế quốc dùng để tìm kiếm và phát triển nhân tài. Các cơ sở đào tạo của đế quốc không phân biệt cấp bậc của người dân. Chính vì vậy, chất lượng quân lính của Baharut cao hơn nhiều so với đa số các quốc gia nhân loại khác. Quân đội của đế quốc gồm có 5 lực lượng chính là phòng không hoàng gia, tác chiến trên không, phòng vệ hoàng gia, lực lượng gồm các hiệp sĩ ưu tú của đế chế, nhóm vệ binh hoàng gia, được hoàng đế trực tiếp tuyển chọn, nhóm tứ hiệp sĩ hoàng gia, gồm 4 hiệp sĩ mạnh nhất trong quân đội của đế quốc mang nhiệm vụ bảo vệ hoàng đế, và 8 hiệp sĩ mang con dấu của hoàng đế, chịu trách nhiệm trị an ở đế chế. Quân đội của đế chế đặc biệt hiệu quả đến mức mạo hiểm giả ở đây gần như không còn cần thiết. Vì vậy, các mạo hiểm giả thường phải đến hoạt động ở những guild thuộc quốc gia khác, hoặc là nhận những yêu cầu trực tiếp không thông qua guild. Những người này được gọi là công nhân, worker. Những yêu cầu trực tiếp thường kiếm được nhiều tiền hơn. Tuy nhiên, nó tiềm ẩn nhiều nguy hiểm do không có các ràng buộc của guild, không có hệ thống đánh giá độ khó của nhiệm vụ và thường là những yêu cầu phi pháp. Điều này làm cho số lượng công nhân chết trong lúc làm nhiệm vụ là rất cao. Chỉ một vài nhóm worker hoạt động lâu năm còn tồn tại. Sau sự kiện các công nhân xâm nhập vào Đại lăng Nazarick, Hoàng đế Jitnik đã phải tự mình đến Đại lăng tẩm Nazarick để xin lỗi Ains, bù đắp bằng một thỏa thuận liên minh giúp Ains chiếm thành phố Irantel của vương quốc Riestis. Tuy vậy, Hoàng đế Jitnik bí mật lên kế hoạch thành lập một liên minh đối nghịch với các quốc gia khác. Việc Ains đột nhiên xuất hiện trong cuộc họp thành lập liên minh làm các đại sứ nổi giận, âm mưu của Jitnik đổ bể. Kết quả là các quốc gia khác đồng loạt quay lưng với đế quốc Baharut. Đế quốc không còn lựa chọn nào ngoài việc ngoan ngoãn trở thành nước chư hầu với vương quốc pháp thuật. Vương quốc mới được Ains thành lập sau khi chiếm được thành phố Irantel. Vừa rồi là hiệp 1 của giải Overlord giới thiệu với tân thế giới. Trong phần tiếp theo, tôi và anh em sẽ tiếp tục gặp gỡ đội bạn ở những quốc gia còn lại để khám phá xem quốc gia nào thiện lành, quốc gia nào máu chiến và họ có những chiến thuật và bí mật gì. Như Đại lăng Nazarick, bây giờ tôi sẽ dịch chuyển sang một tân video. Anh em dịch chuyển theo tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.